nhiều lắm chứ. Mà tôi ngày nào trên vai cũng nặng gánh đầu gánh khoai. Từ con đường làng dần xa xuống chờ. Gánh nặng mặt lòng nhưng không bao giờ bà quên dắt díu đứa con thơ. Sợ nó ở nhà thui thủi không ai lo, dù miệng luôn rao bán mời mọc khách mua. Ta vẫn nắm chặt lấy tay con, sợ nó bơ vơ tôi phần nhà nghèo. Dầm nắng đổi sương để nhường cho con đổi nôi, mà thằng con nó khi nó đi trong tuổi thơ ngày cho đến lúc trưởng thành, mà tại sao anh quên đi tình mẫu tử? Dần tráng nhân chờ đợi đứa con về, biết mẹ đợi mẹ trong, nhưng tôi tìm đâu ra can đảm bây giờ. Đứa con đánh hồng cuộc đời không còn gì má ơi. Nhớ ngày xưa má cõng con đi đêm từng bước chân dò dăm, chân lội bùng non qua mấy rặng trăm bầu, để con không bị lắm lem vui kịp đến trường. Nhớ hồi xưa có món gì ngon má tôi thường bảo để dành cho thằng Long, vì nó là cục vàng cục ngọc của tôi. Rồi đêm đêm má đốt nhang khấn vai cầu mong cho con sớm được thành tài, để ba con được ngắm cười nơi chính xuôi. Vậy mà con của má không làm tròn bổn phận, sống bờ vờ nơi xó chợ đầu đường. Má ơi, hôm nay con trở về đây, con xin má một lời tha thứ tội, để con về đây quỳ bên ngôi má thầm nén hương trầm để tha tội dùng con.